Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin lành cho người Việt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học với chủ đề đó là được Đức Chúa Trời cứu chuộc qua câu gốc Roma chương 1 câu 16. Lời Chúa chép rằng: "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp." Amen. Thư của Phaolô gửi cho các hội thánh ở Roma là chứa đựng những hiểu biết sâu sắc về bản tánh của Đức Chúa Trời, về năng quyền của công tác Chúa Giêsu thực hiện trên thập tự giá, và những điều đó sẽ định hình được cách chúng ta sống. Ở phần đầu của bức thư, Phaolô cung cấp cho người đọc một vài lời tóm tắt trước khi đi sâu vào nội dung chính. Trong Roma đoạn 1, câu 16 đến câu 17, Phaolô bắt đầu thảo luận về một trong những ý chính trong bức thư gửi cho người Roma. Ông bắt đầu với phúc âm. Sứ điệp phúc âm ấy chính là: trong khi loài người còn là nô lệ cho tội lỗi, Chúa Giêsu đã đến và sống một cuộc đời con người hoàn hảo và chết trên thập tự giá thay cho chúng ta. Ngài đã gánh lấy sự trừng phạt mà đáng ra thuộc về chúng ta và đã trả một lần đủ cả. Ngày nay sự sống thật và sự cứu rỗi có sẵn cho tất cả những ai tin vào sứ điệp phúc âm. Chỉ duy nhất thông qua sứ điệp phúc âm ấy, chúng ta mới được cứu rỗi thật sự. Ngoài ra, mọi người đều có quyền tiếp nhận sự cứu rỗi như nhau. Không một ai có đặc quyền hay có địa vị nào trước mặt Đức Chúa Trời để được cứu rỗi trước cả. Mỗi một người trên đất đều có thể nhận được sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời nhờ vào việc tin rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời và là đấng cứu thế của họ. Phaolô nói rằng sứ điệp này ban đầu được gửi đến người Do Thái trước, vì sứ mệnh của Chúa Giêsu trên đất bắt đầu với sự dân sự của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên sứ điệp này cũng đã được truyền bá qua Chúa Giêsu và các sứ đồ đến dân ngoại. Vì vậy, tất cả mọi người được nhận được năng quyền cứu rỗi của Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giêsu. Nếu sứ điệp này còn mới mẻ đối với bạn, hãy dành chút thời gian mỗi ngày để học lời Chúa của Đức Chúa Trời về sứ điệp và niềm hy vọng của phúc âm. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã sai Chúa Giêsu đến để cứu rỗi tất cả mọi người, bao gồm cả bạn. Giờ đây hãy sống với sự tin chắc rằng bạn đã được cứu và chuộc bởi Đức Chúa Trời. Amen. Xin mời chúng ta cùng suy ngẫm. Làm thế nào bạn có thể cảm tạ Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của bạn? 1. Bằng cách sống một cuộc đời biết ơn và khoan dung. 2. Bằng cách bày tỏ lòng biết ơn của tôi thông qua lời cầu nguyện. 3. Bằng cách sống một cuộc đời thánh khiết để những người khác có thể nhìn thấy sự khác biệt Ngài tạo ra trong tôi. Amen. Xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, cảm tạ Ngài vì món quà cứu rỗi vĩ đại. Cảm tạ Ngài vì ân điển và lòng thương xót mà Ngài đã dành cho chúng con. Cảm tạ Ngài đã ban Chúa Giêsu để chúng con có được mối tương giao với Ngài. Xin giúp chúng con mỗi ngày sống với lòng biết ơn vì được cứu rỗi. Xin chỉ cho chúng con cách nào chúng con có thể rao giảng tin lành này cho những người khác trong đời sống của chúng con. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và học lời Chúa ngày hôm nay. Và đừng quên chia sẻ kênh Tin lành cho nhiều người biết đến tình yêu của Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.